Thưa quý vị và các bạn, những cửa hàng kinh doanh xe máy hay là xe đạp điện thì vốn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, nguy hiểm về vấn đề cháy nổ. Diện tích nhỏ cùng với điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, chỉ cần người dân lơ là mất cảnh giác thì hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dù đã có nhiều cảnh báo nhưng vào rạng sáng ngày hôm nay 18 tháng 4 tại thành phố Huế lại tiếp tục xảy ra thêm một vụ cháy thương tâm. Một gia đình gồm 3 người đã bị chết cháy trong cửa hàng sửa chữa xe máy khi bị mắc kẹt trên gác lửng. Ba nạn nhân tử vong gồm người chồng. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào 3 giờ 45 rạng sáng ngay tại nhà số 81 An Dương Vương, thành phố Huế. Đây là cửa hàng sửa chữa xe máy điện, xe đạp điện, vừa là nơi ở của gia đình ông Đặng Vấn, sinh năm 1963, vợ là bà Võ Thị Nhớ, sinh năm 1965 và con gái Đặng Thị Yến Nhi, sinh năm 2007. Khi phát hiện sự việc, người dân đã đến chi hô đồng thời thông báo với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, do căn nhà khóa chặt cửa, phía sau không có lối thoát hiểm nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy, diện rộng. Sau hơn 1 giờ triển khai phương tiện, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa, không để lây lan sang các hộ bên cạnh. Tuy nhiên, 3 thành viên trong gia đình của ông Vấn đều đã bị chết cháy. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân của hỏa hoạn có thể là do chập điện. Trên thực tế thì đã có không ít vụ hỏa hoạn xảy ra vì nhiều gia đình có thói quen là cắm điện để sạc xe đạp điện qua đêm. Theo các kỹ sư thì nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những sự cố cháy nổ này là do nguồn điện trong xe bị chập, khiến cho mạch của bộ sạc bị quá tải. Ngoài ra thì xe kém chất lượng thường có bình ắc quy không tốt, cấu tạo từ chì. Mỗi khi hỏng hóc thì lượng chì và axit trong bình dễ chảy tràn ra ngoài, gây chập cháy rất nguy hiểm. Vâng, theo thống kê, Việt Nam có khoảng gần 3 triệu xe đạp điện tập trung tại các thành phố lớn. Trên thực tế thì người sử dụng đa phần đều không kiểm tra bảo dưỡng xe định kỳ, đi xe quá lâu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như là mưa to, nước ngập hoặc là để xe ở nơi có độ ẩm cao khiến ắc quy, pin của xe bị ngấm nước, giò điện. Những mối dây điện đã bung lại thường xuyên cọ sát với phần khung xe chính là những nguy cơ dễ xảy ra cháy nổ đối với xe đạp điện.